Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Thịnh Văn Mobile. Bên mình là chuyên mua bán giao lưu trao đổi điện thoại. Bên mình thì có hỗ trợ trả góp qua ngân hàng và hỗ trợ trả góp qua thẻ tín dụng nha. Trả góp thì mình làm trực tiếp không làm online. Địa chỉ cửa hàng của bên mình là số 321 đường Tăng Sơn, phường 15 quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Anh em nào ở thành phố Hồ Chí Minh có thể qua anh mình xem máy trực tiếp nha. Trang fanpage của bên mình là Thịnh Văn Mobile, có để đường link dưới phần mô tả video. Anh em nào muốn xem hình ảnh chi tiết máy thì cứ inbox bên trong fanpage nha. Số điện thoại liên hệ là 0839 444 400. Số thứ hai là 0608 748. Số thứ ba là 0585 53 5100. Thời gian làm việc của bên mình là từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ tối nha. Chính sách bảo hành là hàng chính hãng sẽ được bảo hành 3 tháng, hàng sách tay sẽ là 1 tháng, lỗi là 1 đổi 1 nha. Qua thời gian bảo hành 1 đổi 1 thì vẫn hỗ trợ sửa chữa. Phụ kiện đi kèm theo máy là cáp sạc, một số máy được hỗ trợ tai nghe, một số máy thì không được nha. Anh em nào mà ở xa muốn mua điện thoại bên mình thì vui lòng cọc cho bên mình trước phí ship, bên mình thì ship code toàn quốc luôn. Anh em nhận hàng kiểm tra máy trước khi thanh toán tiền nha. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì mình vẫn có hình thức là ship nhanh nha, trong vòng 1 tiếng đồng hồ mọi người có thể nhận được máy rồi. Đầu tiên hôm nay mình giới thiệu cho mọi người cây iPhone 12 mini hàng Việt Nam nha, 64GB 12 mini. Máy thì ngoại hình còn rất là đẹp nha, tầm 98-99% 12 mini, màu xanh đen. Giá bán của bên mình chỉ có giá là 8 triệu nha, 12 mini 8 triệu. Tiếp theo là cái LG V50. V50 này máy cũng ngoại hình thì 97% nha, LG V50. Giá bán của bên mình là 2 triệu rưỡi, LG V50 nha, 2 triệu rưỡi. Samsung Galaxy Note 10 LED, con này thì bản Nhật nha, xách tay Nhật. Một SIM. Máy thì ngoại hình tầm 97% nha mọi người, 97. Note 10 LED Nhật. Giá bán của bên mình là 6 triệu rưỡi nha. Note 10 LED Nhật 6 triệu rưỡi. Samsung A12. Cái này ngoại hình tầm 98% nha, có trầy nha mọi người. Con này pin thì lên đến 5000. RAM là 6 bộ nhớ 128 nha. Máy thì màu đen, hơi trầy nhẹ, A12. Cái này giá bán của bên mình là 2.750.000. Cái này thì hơi chạy nhiều hơn nha mọi người, giá bán của bên mình là 2.450.000 A12 luôn. Con này RAM 4GB, bộ nhớ 128GB nha. Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G, con này thì bản Hàn Quốc, máy đẹp nha. Giá bán của bên mình là 11 triệu rưỡi nha, Note 20 Ultra 5G bản Hàn Quốc, máy đẹp 11 triệu rưỡi. RAM 12, bộ nhớ trong là 256GB. Samsung Galaxy S21 5G, con này bảo hành tới tháng 11 nha, máy thì còn đẹp keng luôn. Giá bán là 8 triệu 8 nha, S21 5G 8 triệu 8, máy đẹp keng, chính hãng còn bảo hành 1 tháng nữa nha. S21 Ultra 5G, con này thì hàng chính hãng nha. Con này thay nắp lưng rồi, ngoại hình nó hơi trầy hơi xấu. Giá bán của bên mình cái này là 10.950.000. S21 Ultra. Tiếp theo là con Samsung M12, con này pin trâu bò nha, M12. M12 nha. Máy thì còn đẹp keng 99 luôn. Con này màn hình còn khá là đẹp nha mọi người. RAM 3 bộ nhớ trong 32GB. Giá bán là 2.550.000 M12. Cái dòng M thì pin nó sẽ khá là trâu hơn dòng S nha. Đây giờ dòng A nha. Con này là con Samsung Galaxy S10 LED nha, nó nứt kính này, đây nứt kính một tí. Không ảnh hưởng tới màn hình. Giá bán thì mình bán giá rẻ thì mình sẽ không bảo hành nha. S10 LED. Chính hãng nha. RAM 8 128, hàng chính hãng, nó kính xíu đây. Giá bán của bên mình là 3.950.000 nha. S10 LED.
Winmax ROG 4 nha, con này RAM tới 6GB, máy đẹp 99, ROG 4. Giá bán là 2 triệu 4 nha, ROG 4 nha, RAM 6GB. Nokia, con này 5.3 nha, ngoài nó hơi chạy tầm 97% nha mọi người, 5.3. 5.3 thì giá bán của mình là 1 triệu 750 nghìn nha, Nokia 5.3, 1 triệu 750 nghìn. Winmax Altis 3, RAM 6GB, màn OLED, camera trước thọ thuộc. Camera chính là 48 chấm nha, giá bán của mình là 2 triệu 350 nghìn, RAM 6GB, Altis 3 nha. Samsung Galaxy Z Fold 3 nha, con này bản Hàn Quốc, RAM là 12, bộ nhớ 256 nha, màn hình gập nè, màn Hàn Quốc nha. Con này nói chung là còn khá đẹp, mà có cái khúc bên này nó hơi bị tróc sơn nha, đây hơi bị tróc sơn, còn nói chung là trước sau đồ đẹp nha, còn dán hết. Z Fold 3 bản Hàn Quốc, một sim, giá bán của mình là 18 triệu nha. Z Fold 3 Hàn Quốc, một sim, 18 triệu. Và mình có cây hàng công ty, bảo hành từ tháng 5 2023 nha, máy thì chạy nhẹ nha, tháng 5 2023, Z Fold 3 luôn, hàng chính hãng, màu bạc khá là đẹp nha. Con này giá bán của bên mình là 20 triệu 350 nghìn nha, 20 triệu 350 nghìn, Z Fold 3 nha, RAM 12, 256 hết nha. Xiaomi Redmi 9T nha, RAM 4 1/64, máy đẹp 98%, Redmi 9T, giá bán là 2 triệu 250 nghìn nha, Redmi 9T 2 triệu 250 nghìn thôi. Samsung A52 máy đẹp nha, A52 4 triệu 7, A52 thì RAM 8GB. Xiaomi Redmi 9A máy đẹp keng luôn, con này thì RAM 2 bộ nhớ trong 32GB, giá bán là 1 triệu 550 nghìn nha. Oppo A16K RAM 3 bộ nhớ trong 32, A16K, cái này giá bán là 2 triệu 150 nghìn nha, 2 triệu 150 nghìn, A16K. Oppo A73, con này máy đẹp 98, RAM 6GB, màn hình OLED nha, A73, màn hình con này thì khá là đẹp luôn, giá bán của bên mình là 3 triệu 150 nghìn nha, A73, 3 triệu 150 nghìn thôi. Con này là con Samsung A03, máy đẹp 98 nha, mặt trước này là có miếng dán cường lực nha mọi người, mình để cho nó khỏi chạy màn hình. RAM 4 1/64 luôn nha, A03 RAM 4 1/64, giá bán là 2 triệu 150 nghìn. Xiaomi Redmi Note 11 nha, Note 11 RAM 6GB, bộ nhớ 128, máy đẹp 99 nha, Note 11 thì giá bán là 3 triệu 450 nghìn. Samsung A01, con này ngoại hình 97 nha, máy zin A01, cái này thì giá bán của bên mình là 1 triệu 050 nghìn, A01 nha, giá chưa trái, 1 triệu 050 nghìn. Vivo Y20 nha, Y20 RAM 4GB, cái này thì nói chung là ngoài nó hơi trầy, vỏ nó hơi trầy nha, Y20 giá bán là 2 triệu 050 nghìn, RAM 4GB, Y20 nha, giá khá là mềm mại luôn. Xiaomi Mi 11 T Pro RAM là 12, bộ nhớ 256, máy đẹp keng 99, bảo hành rất là dài luôn. Mi 11 T Pro giá bán của bên mình là 8 triệu nha, Mi 11 T Pro 8 triệu. Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, con này bản Mỹ nha, ngoài nó hơi chạy xíu, giá bán của bên mình là 7 triệu rưỡi nha, 7 triệu rưỡi, bản Mỹ S20 Ultra. Oppo Reno 7 nha, RAM 8 128, máy đẹp 99, 5 triệu 7, Reno 7 nha. Samsung Galaxy S20 Ultra, con này bản Mỹ Ultra 5G nha, bản Mỹ, máy thì có trầy nhẹ cái viền nha, giá bán của bên mình là 7 triệu 6.
Samsung S20 FE 2 SIM RAM 8 256. Máy đẹp 98 nha, 6 triệu 9 S20 FE. Samsung S20 LED 5G RAM 12 256, máy đẹp 98, 6 triệu 4. Samsung Galaxy Note 20 5G, máy đẹp 98, con này màu hường, màu rất là đẹp luôn. Giá bán là 7 triệu 2 nha, bản 5G thì chạy chip Snapdragon. Xiaomi Redmi 10C 2.150.000, RAM 4.64, máy trầy nhẹ nha, 2150. Redmi 10C. Samsung S21 Ultra 5G 2 SIM 12.250.000 nha, máy trầy nhẹ. S21 Ultra 5G, hàng chính hãng nha, giá chỉ có 12.250.000 thôi. iPhone 12 64GB pin 84 10.600 nha, máy đẹp 98. iPhone 12 phiên bản lock chưa có ghép SIM nha, pin thì còn 87, máy nguyên zin màu tím đẹp keng 99, giá bán là 8.200.000. Mi Note 11 Pro 8128 mình có 3 màu nha, màu này là màu đa sắc nha, và màu trắng và màu đen, giá bán chỉ có 4.800.000 thôi. VinMax Active 3 RAM 6GB máy đẹp 99, 2.250.000 nha, máy trầy nhẹ 98 thôi. 2.250.000, máy 99 là 2.350.000 nha. Samsung A53 5G 8128 bảo hành tháng 4 2023, máy đẹp 99, 5.750.000 nha. Con này là con VinMax Aris RAM 8128 3.3, máy keng 99 nha, RAM 6GB là 3.2, máy đẹp 99 như mới luôn. Nokia 2.4 RAM 2/32, máy 97 nha, 1.350.000 thôi. Nokia 2.4 nha. Xiaomi Redmi Note 9 Pro 3250, máy đẹp 98, trầy nhẹ nha. Note 9 Pro 3.250.000. Con này con Samsung Galaxy Note 10 2 SIM, con này thì RAM 8256 nha, 5.450.000. Note 10 nha, chính hãng. 5450. Oppo Reno 7Z 5G, con này RAM 8128, 5.950.000 nha. Oppo Reno 7 nha, 5.700.000, máy đẹp 99. 7Z là 6.300.000 nha, máy keng 99. Oppo Reno 7Z. Con này Samsung Galaxy A72 nha, RAM 8256, máy đẹp 98, 5.600.000 nha, màu trắng. Poco C40 RAM 4/64, 2.350.000 nha. Nokia C40. Xiaomi Redmi 9A, con này thì giá bán là 1.450.000, vỏ nó hơi trầy tí nha. Redmi 9A Xiaomi, màn hình thì rất là to, pin nó được 5.000. Xiaomi Samsung Note 20 5G, máy đẹp 97% nha. Cái này máy thì có hơi trầy. Cái này giá bán của bên mình là 6.900.000 nha. Note 20 5G 6.900.000. Samsung Galaxy Note 10 5G RAM 12 4.850.000 nha. Note 10 5G RAM. S21 LED 5G 2 SIM 10 triệu nha, máy đẹp. S21 LED 5G 2 SIM, máy đẹp nha. iPhone 12 Pro Max nha, con này thì phiên bản tới 256GB, pin 85. Con này bản 2 SIM vật lý nha. Giá bán của bên mình cái này là 19 triệu. Pin 85 nha, iPhone 12 Pro Max pin 85 chỉ có giá 19 triệu thôi. 2 SIM vật lý. Xiaomi Redmi Note 10S nha, RAM 8128, 3.550.000 nha. Máy 98 có trầy nhẹ, Note 10S. Xiaomi Redmi K40 Gaming RAM 8128, máy đẹp 98, 5.650.000 nha. K40 Gaming. Xiaomi Redmi Note 10 nha, RAM 4128, 3.2, Note 10 5G nha. RAM 4/128, 3.2. Đây, máy đẹp nữa nha. Con này là con BlackSat 4 8128, máy 97 nha, 6.500.000. BlackSat 4 bản RAM 8GB, máy trầy nhẹ, 6.500.000 nha.
Xiaomi Redmi Note 10S, RAM 6128, con này thì 3450, máy đẹp 98 nhé. Xiaomi Mi 11, RAM 8128, 7 triệu 750 nghìn nha, Mi 11. Con này bản xách tay, con này là dòng Lexus của Xiaomi nha, máy đẹp 98, màn hình cong này, camera của chính là 108 chấm nha. Chạy chiếc Snapdragon là 888. Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE, RAM 8256 nha. Phiên bản 256GB là 5 triệu 2, bản 128 là 5 triệu nha. Xiaomi Redmi Note 10, RAM 4GB, máy đẹp 98, 2 triệu 950 nghìn nha. Xiaomi Mi 11T 8128, máy 98, 5 triệu 8 nha. Mi 11T. Cả chip Dimensity là 1200, camera một trên camera chính là 108 chấm, máy đẹp 99, giá bán là 6 triệu. Mi 11T. Poco X3 Pro RAM 8256, mà sườn nó hơi cắn nhẹ nha. X3 Pro. Giá bán là 4350. Cái này là RAM 6128 máy 99 nha, keng 4 triệu. X3 Pro. Mình có một cây này nó nứt nhẹ kính thôi. RAM 8256 3 triệu 9 nha. Poco X3 Pro thì chạy chip Snapdragon là 860 nha, chip khá là mạnh luôn. Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE đây, 5 triệu nha, máy đẹp 99. Có màu hồng, màu đen. Poco F3 RAM 6128 máy đẹp 99 nha, giá bán là 5 triệu 7 nha, 5 triệu 7. Con này chạy chip Snapdragon là 870 nha, màn OLED chip rất là mạnh luôn. Mi Note 9 Pro 5G RAM 6128 3 triệu 9 máy đẹp nha. Con này chạy chip Snapdragon là 750. Xiaomi Redmi Note 11 Lite máy đẹp 98 4350 nha. 42 triệu 250 nghìn thôi. Mi 11 Lite. Mi 11 Lite 4G nha. 4 triệu 250 nghìn. Con này con Xiaomi Mi 12 máy đẹp 99 9 triệu 2 nha. Mi 12 máy đẹp 99 9 triệu 2. Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G 5 triệu rưỡi máy đẹp 99 nha. Note 11 Pro 5G. Mình có Note 11 Pro 5G 11 Pro LED 5G nha, giá bán là 6 triệu. Con này camera 108 chấm nha, được nâng cấp hơn, máy đẹp. Con này là con siêu phẩm của OnePlus nha, OnePlus 10 Pro 5G, chạy chip Snapdragon là 8 Gen 1 nha, máy này còn khá là đẹp luôn, màn hình cong. Giá bán là 12 triệu rưỡi nha, OnePlus Pro OnePlus 10 Pro 5G nha. Cái là cái Vivo V20 3 triệu 550 nghìn nha. Vivo Y50 giá bán là 4 triệu nha, máy đẹp 99 Vivo Y50. Vivo V23e 8128 máy đẹp 98 là 3 triệu 850 thôi. Còn máy 99 là 3 triệu, máy 9 màu bạc, máy 98 nữa là 3 triệu 9 nha. Máy đẹp keng như mới thì giá bán của bên mình là 4 triệu. Vivo Y33S RAM 8128 máy đẹp 99 4 triệu 2 nha. 3 triệu rưỡi chứ. Vivo Y33S 3 triệu rưỡi. Vivo V21 5G, con này màn hình nó lưu ảnh rất là nhẹ nha, 3 triệu 6. Cái này máy 97 thì giá bán là 3 triệu 8 nha, máy đẹp 99 là 3 triệu 9. Còn phone box là 4 triệu nha, Vivo V21 5G. Con này là con Vivo Y53S nha, 3 triệu con này hơi chạy 3 triệu rưỡi nha, máy đẹp 3 triệu 7. Realme GT Neo 2T 5150 máy đẹp nha, GT Neo 2T. Xiaomi Blackshot 4 8128 nha, con này thì ngoại hình đẹp 98. Con này thì màn hình nó có lưu ảnh rất là nhẹ luôn, giá bán là 5 triệu 8. Xiaomi Mi 11T Pro RAM 12 256 máy keng 99 nha, giá bán là 8 triệu. Mi 11T Pro nha, bản RAM 12GB. Xiaomi Redmi K50 Pro 8128 nha, con này sách tay chưa có tiếng Việt, giá bán là 7 triệu 9. K50 Pro nha. Poco M3 Pro RAM 6128
M3 Pro 5G nha, 3,4 triệu. Máy đẹp 98. Redmi 9A 123 bộ nhớ 32. 1.550.000 nha. Xiaomi Redmi K40S nha. Máy sách tay chưa có tiếng Việt, 6.250.000, máy đẹp nha. K40S. Xiaomi Redmi 10, con này RAM 4GB 64, máy Ken 99, giá bán là 3 triệu nha. Mình có RAM 6128, máy đẹp 98 thì giá bán là 3150 nha. Redmi 10. Oppo Bud E, RAM 4GB 64 nha. Oppo Bud E, con này mới xài được có vài ngày thôi. Máy thì ngoại hình đẹp như mới luôn, có bầu da nữa nha. Con này chạy chip Snapdragon là 680 chứ. Màn hình độ phân giải 2K nha, màn hình rất là đẹp luôn. Oppo Bud E. Giá bán của bên mình cây này là 4.650.000 nha, 4.650.000 thôi. Máy vừa ra, còn bảo hành chính hãng rất là dài. Con này là iPad Gen 8 nha. Wi-Fi 3G luôn. Giá bán là 7.500.000. iPad Gen 8 nha, cho phiên bản Wi-Fi 3G 32GB, máy đẹp Ken 99, 7.500.000 nha. iPad Gen 6, con này bản công ty này, ZA là hàng công ty nha. Con này máy đẹp 99, 128GB, giá bán là 6 triệu nha, phiên bản 128GB. iPad Gen 8 nha, máy đẹp 99 luôn, 7.2 triệu. Gen 8, 32GB, máy đẹp 99, 7.2 triệu nha. iPad Gen 5, 4G, Wi-Fi cộng 4G nha. Con này máy đẹp 98, giá bán của bên mình là 4.500.000. iPad Gen 6 Wi-Fi 4G 32GB, 5.500.000 nha. iPad Gen 6 4G Wi-Fi. Con này là con Lenovo Bud M10 LED nha. Giá bán là 3.800.000 nha, M10 LED 3.800.000. Còn một cây Mi Bud 5 nha, một cây Xiaomi Mi Bud 5. Con này 128GB, giá bán là 6.800.000 nha, Mi Bud 5. Còn một cây duy nhất iPad Gen 8 ZA, máy đẹp 99 nha. Cây này giá bán của bên mình là 7 triệu nha, 32GB, Gen 8, 7 triệu. iPhone 12 Pro, máy thì đẹp 97 nha, pin 90, 12 Pro, giá cực kỳ tốt, 14 triệu nha. Con này thì bản Mỹ, 128GB, 12 Pro. 12 Pro 256GB, giá bán là 15 triệu luôn nha. 256GB, máy đẹp 98, 15 triệu thôi. Con này là con iPhone 12, pin 83 nha, giá bán của bên mình là 10 triệu 8, máy đẹp 98, một cái. iPhone XS nha, con này thì bản Nhật mắc Face ID rồi, giá bán là 4.4 triệu XS nha. 12 Pro, hàng Việt Nam, in 90, máy đẹp 98, con này giá bán là 15.2 triệu. iPhone 11 Pro Max Lock, chưa fit SIM, 9 triệu nha. 11 Pro Max, anh em là gì ghép SIM ghê, cài SIM ghép cho xài nha. Con này là iPhone 13 Pro Max bản ZA nha, bản 2 SIM vật lý, pin 84, 22.500.000. iPhone 12 Pro hàng Việt Nam, 128GB pin 84, máy đẹp nha, giá bán là 14.500.000 nha, 14.500.000. iPhone 12 Pro 128GB pin còn tới 98 nha, pin khá là cao, máy đẹp 98, giá bán là 15 triệu. iPhone 12 64GB pin 87 nha, máy đẹp 98, 11.500.000 nha. Tiếp theo là iPhone 12 Pro Max, con này pin 85, máy đẹp 98, 18 triệu nha. 12 Pro Max pin 85, máy còn khá đẹp nguyên zin. iPhone 13 pin 99, máy đẹp 98, 15.800.000 nha. iPhone 13. iPhone 13 tiếp nha, máy 97, 15 triệu nha, máy đẹp 98. iPhone 11 Pro Max 64GB, pin 85, 12 triệu nha.
iPhone 11 hàng Việt Nam còn bảo hành hơn một tháng nữa nha. Máy đẹp 99, pin 94 luôn, pin khá là cao, hàng Việt Nam còn bảo hành thì giá nó sẽ chát hơn nha. Giá bán là 8 triệu 7. iPhone 12 Pro Max 128GB, pin 96 luôn nha, pin khá là cao, máy đẹp 98, 18 triệu rưỡi nha. iPhone 11 hàng Việt Nam 64GB, pin 97, bảo hành dài, máy đẹp 99 nha, giá bán là 9 triệu. iPhone 12 Pro Max nha, con này pin 100% luôn, hiếm một cây 100%, rất là hiếm, màu trắng, máy đẹp keng, 19 triệu rưỡi nha. iPhone XS Max 64GB, mắt phay 6150 nha, XS Max 6150, mắt phay ID nha. Con này thì 64GB. Samsung S20 FE nha, 2 SIM, RAM 8128, 6.550.000 nha. Máy đẹp 98. S21 5G, máy 98. Con này giá bán là 8.600.000 thôi nha. V23e keng 4 triệu. Máy còn rất là đẹp nha. Con này sở hữu màn OLED nha mọi người. Máy thiết kế rất là mỏng và đẹp. Realme C25 RAM 4128 2.600.000 nha. Samsung Galaxy A31 RAM 6128 máy đẹp 98 3 triệu. S20 LED 5G RAM 12 6.4 màu đỏ máy keng nha. Xiaomi Redmi K40 Gaming RAM 8128 5.650.000 máy đẹp 99 nha. K40 Gaming. Samsung A13 RAM 6128 3.150.000 nha, máy đẹp. Con này là con Xiaomi Redmi Note 10S 8128 máy đẹp 98 3.550.000. S20 FE 2 SIM. Con này giá bán của bên mình là 5.800.000 nha, máy đẹp. S20 FE bản 2 SIM RAM 6128. S21 Ultra 5G, con này màn nó trầy nhẹ nha, giá bán là 11 triệu thôi. Con này là bản hàng nha mọi người, máy thì nói chung là còn khá là đẹp, giá bán chỉ có 11 triệu thôi. S21 Ultra 5G Oppo Reno 7 nha, 5.750.000. Samsung S20 FE 5G 6128, con này ngoại hình tầm 97 nha. 97 thì giá chỉ có 5.3. Xiaomi Redmi Note 10S RAM 6128 3450. Samsung Galaxy A32 nha, 3.500.000, máy đẹp 98. A32 RAM 6128, màn hình OLED Full HD. Con này là con Blacksat 4 nha, máy thì ngoại hình tầm 97 thôi, bản RAM 8GB, màn hình đẹp không ám ảnh, giá bán là 6.600.000 nha. Oppo Reno 6 5G, cây này thì hơi trầy nhiều, giá bán là 5.550.000. Reno 6 5G. Note 10 LED 5G, máy 98, 6.700.000 nha. Samsung S20 FE 8256, 7 triệu, máy đẹp. S21 Ultra 5G, 2 SIM nha, máy chính hãng, đẹp 98, 13.3, màu bạc. iPhone 13 Pro Max, con này bản 2 SIM vật lý luôn nha. Con này bản set A này, 2 SIM vật lý, 128GB, pin 84, máy nguyên zin 99. 22.500.000. Con này là con OnePlus 10 Pro 5G 8256, con này chạy chip Snapdragon là 8 Gen 1 nha, 12.500.000. Máy đẹp keng. Con này là con Realme 5i 2150 nha, Realme 5i RAM 4GB. Samsung Galaxy A32 3.550.000, A32. Xiaomi Redmi Note 9S 6128 3150 nha, bản RAM 6GB. Con này camera tới 48 chấm.
Oppo Reno 7 5G, máy đẹp 98 nha, 7 triệu 1. Reno 7 5G. 7 5G thì giờ giá nó khá là tốt nha. Con này là Samsung A02s, RAM 3 và nhớ trong 32, 2 triệu 050 nghìn nha. Oppo Reno 8 5G, con này chạy chip Dimensity 1300, chip mới ra luôn, giá bán này chỉ có 9 triệu 4, màu vàng nha. Con này con Vivo Y12s, RAM 3 và nhớ trong 32, máy đẹp 98, máy 97 thôi, nói chung là ngoài nó hơi chạy, 1 triệu 950 nghìn. Samsung A32 6128 3750. Con này là con S20 FE 5G màu đỏ nha, màu đỏ chói lói, 5 triệu 6. Mi 10 T Pro 5G, RAM 8 256, chạy chip 865, giá bán là 5 triệu 8, máy đẹp nha. Reno 7Z 6 triệu 3, kèn. Vivo V21 5G, máy đẹp 99, 3 triệu 9 nha. V21 5G thì mình có máy full box này, full box nha, RAM 8 128 đây, máy đẹp như mới luôn nha, giá bán thì 4 triệu thôi nha. V21 5G full box đầy đủ phụ kiện 4 triệu nha, full box V21 5G 4 triệu. Samsung M53 5G 7 triệu rưỡi, máy đẹp 99 nha, M53 5G full box. Poco C40, con này thì RAM 4 và nhớ trong 64, full box đẹp 99 luôn, 2 triệu 550 nghìn. C40 máy đẹp như mới luôn nha mọi người. Samsung Galaxy Z Fold 3, con này hơi trầy nha, hơi trầy. Hôm nay mình sẽ bán cho mọi người với giá là 19 triệu 2, hàng chính hãng nha. Giảm giá luôn, giảm 5 xị. Z Fold 3 nha, 19 triệu 2 thôi, full box. Máy thì màn hình hơi trầy. Anh em nào muốn xem màn ảnh chi tiết thì mình cứ inbox bên trong fanpage nha. Xiaomi Redmi K40 8128, full box là 6 triệu, máy trần là 5850, RAM 6GB là 5.650.000 nha. Vinmark Aris RAM 6 bao nhiêu trong 64, 3.3 nha, full box Aris. Oppo A76 3950, máy đẹp 99 nha, full box luôn. A76 màu đen 3950 nha. Oppo A76 hàng chính hãng bảo hành dài. Xiaomi Redmi Note 9 RAM là 4128, 2 triệu 850 nghìn nha. Redmi Note 9 máy đẹp 2 triệu 850 nghìn thôi. Samsung S21 LED 2 SIM 9 triệu 750 nghìn nha, máy đẹp 97 thôi. Còn máy 98 giá bán là 10 triệu. Samsung A33 5G 4 triệu 8 nha. Có hai màu, màu cam và màu xanh, màu rất là nổi và đẹp. Con này là con Pixel 3 nha, máy 97, 2 triệu 050 nghìn. Con này là con Xiaomi Redmi Note 11 6128, 3 triệu rưỡi nha, 3 triệu 450 nghìn, máy đẹp. Xiaomi Redmi Note 11 Pro LED 5G 6 triệu nha, máy đẹp 99, rất là dài luôn nha. Samsung A22 RAM 6 128, máy đẹp 99, 3 triệu rưỡi nha. S10 5G RAM 8 256 màu xám, 5 triệu 150 nghìn nha, máy tương đối đẹp. Samsung Note 20 hàng Việt Nam 2 SIM, máy thì sườn nó có hơi cắn nè, giá bán thì chỉ có 7 triệu 7 thôi, Note 20 nha. Samsung A23 RAM 6 128, bản tới tháng 5 2023 luôn, bản RAM 6GB nha, máy đẹp lay new không biết trầy để chê luôn nha, 3 triệu 8. Samsung Galaxy Note 10 5G, con này màn hình nó hơi lưu ảnh nha, nhẹ thôi, 4 triệu 550 nghìn, Note 10 5G. Samsung M33 5G, RAM 6 128, bàn tới tháng 5 2023, máy đẹp keng, 4 triệu 850 nghìn nha.
Samsung A33 5G, RAM 6128, 3 tháng 4 2023, máy đẹp 99, 4,8 triệu. S21 Ultra 5G 2 SIM, RAM 12128 nha, máy đẹp 98. Cái này máy còn khá là đẹp nha. Giá bán của bên mình là 10 con này thì giá bán của bên mình là 12 triệu rưỡi. A73 5G, máy 97 nha, máy có trầy nhẹ tầm 97. A73 5G nha, máy hơi trầy xíu. Giá bán chỉ có 6 triệu 850 nghìn thôi nha, A73 5G. Samsung A03s RAM 4GB 64 2350 nha, máy đẹp 98. A03s 2 triệu 350 nghìn thôi. Note 10 LED 5G RAM 12 256, bản hàng một SIM, 6 triệu 7 nha, màu đen. Note 10 5G nha, 4 triệu 950 nghìn, máy đẹp 98, màu bạc nha, máy còn tương đối đẹp luôn. Note 10 5G, anh em nào cứ muốn biết thêm chi tiết thì mình cứ inbox bên trong fanpage nha, sẽ gửi hình ảnh chi tiết cho mọi người tham khảo. A53 5G nha, 3 tháng 5 2023, 5 triệu 8. Samsung S20 FE, con này bản hàng nha, màn hình nó lưu ảnh rất là nhẹ thôi. Bản hàng thì chạy chip Snapdragon là 865 rất là mạnh nha. Con này giá bán của bên mình là 5 triệu 2. S20 FE nha, 5 triệu 2. S20 FE RAM 6128. Con này bản 2 SIM, 5 triệu 950 nghìn nha. 5 triệu 950 nghìn, S20 FE bản 2 SIM. 5 triệu 950 nghìn nha, mình còn 2 cây. A32 3 triệu 750 nghìn nha, Samsung A32 máy đẹp. S10 LED một SIM bản hàng nha, bản hàng 5 triệu 3, Samsung S10 LED máy đẹp 98. Note 20, con này màn hình nó có lưu ảnh nha, nhẹ nha, 7 triệu 2, hàng Việt Nam nha, hàng chính hãng, 2 SIM. Note 20 S21 5G máy đẹp nha, 8 triệu 8. S21 5G máy đẹp là 8 triệu 8 nha. A53 5G 5 triệu 850, máy ken luôn. A53 5G hàng chính hãng, bảo hành dài. Những cái đó thì nó mới ra thôi, bảo hành rất là dài, mọi người mua cũng yên tâm. Samsung A22 RAM 6128 3 triệu rưỡi nha, máy ken như thế này nè. S20 LED 5G máy đẹp 98, 6 triệu 4, màu đỏ nha. S20 LED 5G bản hàng xanh dương. S20 FE 5G 5 triệu 6 nha, mình bán chỉ có 5 triệu 6 thôi, máy đẹp 99 luôn. S20 FE 5G RAM 6128 chạy chip Snap nha, 5 triệu 6, chip Snap Dragon là 865. Samsung Note 20 5G 7 triệu 450 nghìn nha, Note 20 5G bản hàng, máy đẹp ken 99, 7 triệu 450 nghìn thôi, máy rất là ken, tầm 98-99%. Con này là hàng chính hãng, 3/1/2023, 9 triệu nha. Note 20, 2 SIM, hàng chính hãng. S10 5G 8256 màu gold, 5150. S20 LED chính hãng 2 SIM nha, 7 triệu 1. S20 LED nha, chính hãng 2 SIM. Samsung A22 máy thì nó vỏ nó hơi trầy tí, anh em về dán bóng lên là đẹp nha, 3 triệu 250 nghìn thôi. A03 RAM 3GB giá bán là 2 triệu 250 nghìn. A03s nha. S21 FE 5G 3/7/2023 máy đẹp ken 99 nha, 8 triệu 2. S21 FE 5G nha, máy còn rất là ken. Samsung M53 5G máy đẹp 99, giá bán của bên mình là 7 triệu 2. M53 5G nha.
S21 FE 5G. Cái này vỏ nó hơi trầy nè, giá bán chỉ có 7 triệu thôi nha, mình giảm còn 7 triệu thôi. S21 5G. Cái này máy 97 7 triệu rưỡi nha, S21 5G nha, máy 97 7 triệu rưỡi luôn. A32. Máy có trầy nhẹ 3650 nha, A32. Máy đẹp 3750, Samsung Galaxy A32 nha. Cái này hơi trầy nhiều. Nó lần này thì rất là rẻ tiền nha, mình để zin mình bán rẻ cho mọi người. Cho anh em nào muốn máy rẻ thì giá này. Cái này giá bán chỉ có 3.350.000 thôi. A32. A32 thì cái lưng nó rất là dễ trầy. S21 LED nha, hai sim, máy đẹp 98 nha. Còn 10 triệu thôi, 10 triệu nha, S21 LED. Hai sim chính hãng 10 triệu. S21 5G, con này còn bảo hành luôn, tháng 11 2022. Máy thì nói chung cái sự viền nó còn siêu luôn nè, nói chung là máy còn khá là đẹp. 9 triệu nha. S10 LED, một sim. 5 triệu 3. Samsung A12 nha, RAM 4128. 2 triệu 2 triệu 8 nha, A12 4128 2 triệu 8 thôi. Vivo Y53S nha, con này RAM 8GB, máy cũng đẹp keng nha. Giá bán của bên mình là 3.750.000. Y53S nha. Poco X3 Pro RAM 8 256, máy đẹp 98, 4 triệu 4 X3 Pro. Oppo Reno 7 5G nha, máy đẹp keng. 9.250.000, Reno 7 5G. Con này là con Vivo IQ Neo 5 Lite nha, con này chạy chip Snapdragon 870. Giá bán của bên mình là 5.350.000 nha, mình giảm giá còn 5350, chip 870, giá cực kỳ tốt. Samsung S20 FE RAM 8128 7 triệu nha. Vivo Y53S nha, cây này nó hơi trầy. Giá bán là 3.450.000 Y53S. Techno Spark 7T nha, con này pin trâu bò, RAM 4GB 64, máy hệ tầm 97, 1.950.000. Cây này là cây Realme 9 Pro 4.700.000 nha, máy đẹp Realme 9 Pro 4.700.000. Xiaomi Mi 11 Lite. Mi 11 Lite nha, máy đẹp 4.200.000, Mi 11 Lite này còn 42 nha. Xiaomi Redmi 9A RAM 2GB 32GB, máy đẹp 99. Con này giá bán là 1.600.000 nha, Redmi 9A. Realme C25i RAM 4GB. 2.600.000 nha, C25i, một con máy pin trâu bò. Xiaomi Mi 10T Pro 5G nha, RAM 8128 máy đẹp keng. 5.700.000, Mi 10T Pro 5G, 5.700.000. Vivo, con này là Y72 5G, giá bán của bên mình là 3.500.000 nha. Y72 5G, máy hơi trầy nè, 3.500.000 thôi. Vivo V20, con này màn hình OLED, máy thì màn hình tầm 97 nha. Giá bán là 3.400.000. V20 nha, chỉ có 3.400.000 thôi. Đây này là cây Vivo Y30, RAM 4GB 64, 2.600.000 Y30 nha. Vivo Y21S RAM 4GB 2850 và RAM 6GB là 3.000.000 Y21S nha. Camera thì lên đến 50 chấm lần nha. Realme 7 Pro máy đẹp keng 99 nha. Giá bán của bên mình là 3.750.000. Realme 7 Pro nha, máy đẹp keng 99. 3.750.000 thôi. Samsung Galaxy Note 10 LED 5G 6.700.000 nha, màu trắng máy đẹp nha, Note 10 LED 5G. Oppo A54 3.000.000 nha, máy đẹp A54 3.000.000, máy hơi chạy tay thì tầm 2.850.000. Oppo A74 máy đẹp 3.850.000 nha, A74. Cái này là cây Mi 10T Lite 5G, máy đẹp nha, giá bán là 4.150.000, máy đẹp. Oppo A94 nha, RAM 8128 3.650.000, A94.
Máy đẹp là 3850 nha, Oppo A94. Realme C17 RAM 6128 nha. Giá bán là 2.950.000. Realme 7i, máy đẹp nha, máy đẹp là 3350, còn máy hơi trầy nhẹ 3 triệu. Realme 7i nha, 7i thì RAM lên đến 8GB nha. Realme 8 5G nha, RAM 8 máy đẹp luôn. Giá bán của bên mình là 3.850.000 Realme 8 5G. Samsung Galaxy Note 10 cộng hàng chính hãng nha. Cái này thì nói chung nó bị bể kính đốm góc nè. Giá cực kỳ rẻ thôi, 2.350.000 nha. 2.350.000. Z Flip 3 5G, RAM 8 128, máy đẹp 99 nha. Con này giá bán là 9.850.000 bản Mỹ. Con này vẫn được 2 SIM nha. Bản Mỹ thì hiện tại vẫn xài được 2 SIM. Một SIM vật lý và một eSIM nha. Con này là con Vivo i15a 2.2, Vivo i15s mình cũng bán đồng giá luôn 2.2 thôi. Realme, con này là V15 5G 3.550.000 nha. Realme V15 5G. Vivo i21 nha, giá bán là 2.550, mình có i21s nữa nha. 21s thì mình có là RAM 4GB, giá bán là 2.850.000 và RAM 6GB là 3 triệu nha. Còn i21s thì camera chính nó là tới 50 chấm lần nha, nó cao hơn con này. Tiếp theo là Vivo V19 Neo, giá bán là 2.750.000. Con này ngoài hình nó hơi trầy nha. Con này thì RAM tới 8GB, màn hình OLED, camera 48 chấm. Con này con Vivo i21s này nha mọi người, giá bán là 3 triệu thôi, xả lỗ nha mọi người. Vivo V20SE, giá bán là 3 triệu nha. V20SE 3 triệu. Con này con Vivo V17 Pro, máy mình cũng bán với giá là 3 triệu nha, thay nắp lưng rồi. Con này camera trước trượt lên, màn hình OLED nha. V17 Pro. Samsung Galaxy S21 Ultra nha. S21 Ultra, con này nó có đốm nè. Đốm rồi nha. Hàng chính hãng, nói chung là ngoại hình nó đẹp 97%. Giá thì cực kỳ tốt thôi. Giá bán cây này của bên mình là 8.650.000 nha, 8.650.000. Cái này Samsung A33 5G, giá bán là 4.800, có hai màu xanh và màu cam. Vivo V21 5G đây, máy đẹp keng 3.900.000 nha. Con này là con Samsung A53 5G 5450, máy 98 nha, máy 99 là 5.800. Con này là con A53 5G nha, máy đẹp 5.800. Con này là con Samsung Note 20 2 SIM hàng chính hãng, máy hơi trầy nha. Giá bán của bên mình là 7.850.000. Tiếp theo là Samsung A22 3.250.000, nó hơi trầy nhẹ nha. A22, mình có A22 5G, giá bán là 3.450, nó cũng hơi trầy. Con này có 5G nha, được trang bị 5G luôn. Realme 9 4.650.000 nha. Realme 9, mình có Realme 9 Pro giá là 48 và Realme 9i giá bán là 3.850.000 nha. Bên mình thì mình báo giá cho mọi người, máy bên mình đang còn hàng nha. Anh em là có nhu cầu muốn xem chi tiết thì mình cứ inbox bên fanpage nha. Fanpage thì mình sẽ gửi chi tiết cho mọi người tham khảo trước khi chốt hàng. Con này Realme C35 RAM 4 GB 164, 2.750.000 nha. Oppo Reno 6 5G 8128, máy đẹp 98 nha, 5.800 Reno 6 5G. Rồi, anh em là có nhu cầu mua bán giao lưu trao đổi điện thoại thì cứ liên hệ trực tiếp đến bên mình. Anh em coi video cho mình like, share, chia sẻ ủng hộ shop của mình nha mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi video của mình ạ.